Hello everyone. Today we're going to go to Viêng Thông Temple to let the kids enjoy some vegetarian dishes. Xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ vào trường Viêng Thông tự để cho mấy nhóc thưởng thức vài món chay. Xin cả nhà cùng theo nhé. Let me see the inside of the sandwich. Oh, wow. Thank you. Is it good? Ngon không con? Thumbs up. Xin mời cả nhà cùng ăn tô bún chay nha. Good lemonade. Okay, try it. Good? Ngon không? Tô bún ngon, quá là ngon luôn. Ngon. Xin mời cả nhà. Ngon không? Ngon quá hả? Bé này thì ăn hết rồi. Hết rồi, ngon không đó? Mắc cỡ hả? Cái này là rau câu xoài. Ăn hết luôn rồi. Tới cơm phần ba món. Đậu hũ ngon không? Ngon không? Good or no good? Good? Ok thôi hả? Ăn rồi thì phải tự xử. Chả ốc nè. Để coi ngon không? Lạc lạc. Ăn lạc lạc. Có xả. Chắc ăn với cơm ngon. Thưởng thức xong rồi, ra vào thôi. Xin cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ. Hẹn ngày tái ngộ. We hope you have enjoyed our vegetarian meal. Thank you for watching and supporting our channel. Until next time. Bye bye. If you're new to this channel, please help us like and subscribe. Nếu quý vị nào là mới, xin hãy giúp gia đình bé Ú like và đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà. Thank you everyone.